Tô Đại Thắng sao không đến? Tôn Trụ, xảy ra chuyện Tô Đại Thắng thân thể không khỏe. Tôi thay anh ấy đến đưa tiền. Trần Bình An, không ngờ anh lại là một người ham hư vinh như thế. Trước đây tôi ở bên anh đúng là mắt mù mà. Hỗn sược, cô to gan dám bất kính với Tôn Chủ. Bỏ đi, Nghê Hoàng, hết chuyện rồi. Các ngươi về đi. À, chuyện này. Tôn Chủ, trong thẻ có 300 tỷ, anh nhận trước đi, chúng tôi cáo từ trước. Trần Bình An, đây chính là đóng máy à? Tiếp tục diễn đi, nếu không có kinh phí thì tôi có thể suy nghĩ cho anh mượn. Trần Bình An, không sợ người nghèo, sợ nhất là nghèo sinh yêu kế, anh đúng là khiến tôi ghê tởm mà. Tôi khiến cô ghê tởm đúng không? Được, tiệc hoàn vũ 3 ngày sau tôi sẽ ở trước mặt mọi người hủy phần thưởng 2.000 tỷ của cô. Thôi đi, đừng sống trong ảo tưởng nữa. Lại người như anh giống như con kiến, cả đời cũng chỉ bị sỉ nhục và áp bức mà thôi. Sau này đừng nói cái gì mà cưới tôi nghe liền ghê tởm. Không ngờ mình và Trần Bình An lại có tâm tư giống nhau. Nếu đã thế này vậy thì ra tay giúp đỡ nhau thôi, cùng nhau chống lại vận mệnh. Cô tưởng cô rất giỏi à? Theo tôi nhận thấy cô căn bản không xứng với Trần Bình An. Nếu cô đã khen anh ta như thế thì phát lòng từ bi gả cho anh ta đi. Trần Bình An có hứng thú đi kết hôn không? Được. Trần Bình An, tên vô dụng này sao lại khốn nạn như thế? Có ngày bị trừng phạt. Chị đừng nói như thế, vừa nãy chỉ là em nhất thời tức giận mới nói Trần Bình An một chân đạp hai thuyền. Họ đã nắm tay đi kết hôn rồi, lẽ nào không thể là giả à? Cô gái đó xinh đẹp như thế sao có thể nhìn trúng Trần Bình An? Thứ vô dụng này chẳng qua chỉ là tìm diễn viên diễn kịch để bảo vệ chút tự tôn được cười của anh ta mà thôi. Bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa. Bây giờ là thời khắc, em liệu có thể có được 2.000 tỷ không? Không được có chút sai sót nào. Dự án cuối cùng trong tay em chính là tạo một cảnh điểm văn hóa cổ phong. Em cần có phí đi tìm nơi tiến hành cải tạo cảnh điểm văn hóa cổ phong. Phi Phi, chuyện này anh có thể giúp em, anh dẫn em đi. Nhà cũ ở quê của Trần Bình An vừa hay phù hợp với yêu cầu của Phi Phi. Nếu mình giúp Phi Phi làm tốt chuyện này sẽ thêm hiểu lầm với anh ta, tuyệt đối có thể nắm được cô ta. Đến lúc đó 2.000 tỷ đó thuộc về mình rồi. Vậy cảm ơn Trần tổng nhiều. Ngộ tổng, hôm nay khiến cô chê cười rồi, cũng cảm ơn cô đã giải vây cho tôi. Không sao, anh mang theo hộ khẩu chưa? Đương nhiên mang theo, vốn dĩ hôm nay chuẩn bị đi đăng ký. Vậy được rồi, đeo dây an toàn xuất phát. Đi đâu? Tôi cũng mang theo hộ khẩu, đi nhận giấy kết hôn. Mộ tổng, cô làm thật à? Hôn nhân chuyện lớn sao có thể đùa được. Hôm nay là ngày đính hôn của anh không dẫn vợ về nhà ba mẹ anh sẽ đau lòng lắm. Mộ tổng, có phải cô gặp khó khăn gì không? Hôm nay cô giúp tôi thoát được một nạn, tôi có thể giúp cô giải quyết phiền phức này. Anh kết hôn với tôi đi thì có thể giúp tôi giải quyết được phiền phức này. Thế này đi, hôn nhân của hai chúng ta 3 tháng sau ly hôn, tôi sẽ bù đắp cho anh 1.000 tỷ. 1.000 tỷ, xem ra Mộ tổng gặp phải phiền phức không nhỏ rồi. Anh cũng không cần hôn nhân này để ứng phó với ba mẹ anh ư? Từ hôm nay trở đi chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi. Cần tôi thực hiện nghĩa vụ gì không? Tạm thời không cần, anh tùy cơ ứng biến là được rồi. À đúng rồi, ba mẹ anh đang ở nhà đợi anh, tôi về với anh. Anh đột nhiên đổi một cô vợ mới, chúng ta đừng nói đối nhau nghe. Thật ra Lưu Phi Phi nhiều năm như thế vẫn chưa đến nhà tôi gặp ba mẹ tôi. Trước đây chưa cảm nhận được gì, bây giờ nghĩ lại có thể cô ta vẫn luôn không muốn gả cho tôi. Nhưng có giấy chứng nhận kết hôn này rồi, tôi đã có thể cảm nhận được rồi. Nếu cô không rảnh có thể không đi, đi, về nhà. Qua đây cho mẹ. Tiểu tử thối con, không phải nói đính hôn ư? Sao lại đi nhận hôn thú rồi? Mẹ, đây không phải là chuyện mẹ muốn à? Dù sao đi đăng ký cũng không đắt. Tầm bậy, đây không phải là chuyện đắt hay không? Còn có, trước đây không phải con nói bạn gái con tên là Lưu Phi Phi à? Tên này sao lại không đúng? Mẹ, bây giờ con đổi tên rồi, tên là Mộ Vãn Tình, không hay ư? À ai da, không có, không có, tên này nghe rất hay. Xem cảnh và trang trí nhà Trần Bình An không giống nhà bình thường. Vãn Tình đi, theo mẹ lên lầu, mẹ có ít trang sức cho con. Đi, đi đi, đây cũng là tâm ý của mẹ anh. Vâng, mẹ, cảm ơn mẹ, đứa trẻ ngốc đều là người một nhà rồi. Nói cảm ơn cái gì, con là con dâu của Trần gia, trang sức tổ tiên để lại vốn dĩ nên thuộc về con. Đi. Tiểu tử thối, lợi hại không? Ha ha, người đâu, trong nhà còn có người sống không? Cô bảy con, họ đến rồi. Người đâu, trong nhà không có người sống à? Chú nhỏ, em bảy, mọi người đến rồi, mau 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 ngồi đi. Bình An, đi rót trà cho trưởng bối. Vâng Trần Bình An, cô thấy cháu càng sống càng lùi ha. Thấy trưởng bối các cô ở đây không? Cũng không biết chào hỏi một tiếng à? Chào các vị trưởng bối, mọi người muốn uống trà gì? Không uống gì, qua đây nói chuyện thôi. Bây giờ cháu làm ở đâu? Tập đoàn Mộ Thị. Công ty này không tệ ha, vốn thị trưởng mấy trăm tỷ. Cháu làm chức vụ gì? Kiếm bao nhiêu tiền? Quản lý mạng, mỗi tháng 10 triệu. Chỉ kiếm được chút lương thôi à? Người nhặt rác còn kiếm được nhiều hơn cháu. Hay là cô bảo Tiểu Lỗi giới thiệu cho cháu nhặt rác nhé. Một tháng nhẹ nhàng cũng kiếm được 15 triệu, cháu đi làm không phải vì tiền. Cháu giả vờ cái gì, đi làm không vì tiền chứ vì cái gì? Vì thích phát điện à? Không có bản lĩnh thì nhận đi, đừng viện cớ. Em bảy, những lời của em quá đáng rồi đó. Quá đáng, nó vô dụng còn không cho người khác nói. Anh xem Tiểu Lỗi nhà chúng em bây giờ kinh doanh đá quý rồi, một tháng có thể kiếm được 30 tỷ, không được, anh xem ra hào nhà người ta, so với Trần Bình An cũng lớn hơn một tuổi, bây giờ là phó tổng của tập đoàn Tinh Hà, năm kiếm được mấy nghìn tỷ.
em 7 kinh doanh đá quý là Bình An bên ngoài mối cho anh, bao gồm cả phó tổng tập đoàn Tinh Hà, đó cũng là cho thím hai em, là các người đến cửa xin xỏ, hai chúng tôi để mặt người cùng một nhà mới cho các người. Anh nói những lời này không có lương tâm à? Cả nhà anh muốn não cũng không có, muốn năng lực cũng không có năng lực, cho dù giao tài nguyên cho các người có thể làm được không? Ngược lại các người phải cảm ơn chúng tôi giúp các người thực hiện giá trị. Chị dâu, chị đến đúng lúc lắm, sao lại có ý thế này? Trần Bình An tên vô dụng đó muốn làm phản à? Mọi người đều là họ hàng, tại sao các người luôn muốn dẫm chân tôi? Bình An, hôm nay là ngày đại hỷ nhận giấy kết hôn của con. Đừng làm loạn. Nói giống như thật vậy, ai không biết Trần Bình An hôm nay không đưa nổi xính lễ bị người ta đá. Đính hôn không được, còn kết hôn ư? Nằm mơ đi, nói bậy, con dâu anh đã gặp rồi, còn có thể là giả ư? Trần Bình An bị đá, ngày đó ra hào ở đó. Toàn bộ đều là thật. Đương nhiên rồi, Trần Bình An mặc dù là tên phế vật không giả, nhưng vẻ ngoài không tệ, nếu tìm người xấu không phải gặp người xấu xí nhặt về kết hôn đó chứ. Cũng có thế ha. Làm phiền một chút. Người xấu xí mà các người nói là tôi ư?